đâu sẽ là cây vợt cầu lông được đánh giá là đắt nhất trên thế giới. Cùng theo dân sĩ Phương đi phỏng vấn nha. Với em trai Tú thì đâu là cây vợt cầu lông em thấy mắc nhất trên thế giới? Kính thưa quan tòa, kính thưa hội đồng xét xử, với Lê Trọng Tú thì cây vợt mà mắc nhất mà mình nghĩ đến á, trước tiên nha, phải bỏ hết là những cái thứ gọi là Gucci rồi Dior hay gì đi ha. Tại vì em thấy là những cái đó nó mang giá trị sưu tầm nhiều hơn, chứ mà đánh thì làm sao mà đánh ghê gớm được. Cái đó thì vậy là dành cho giới thượng lưu chơi thôi. Dạ, vậy. Như là có cây vợt xịn cầm ra, ồ này tao có cây vợt Gucci, tao có cây vợt Dior nè mày. Không vậy. Rồi bây giờ nha, vậy quay trở lại chính vấn đề chính này. Nếu mà em nghĩ thì đó là cây vợt Zonex. Zonex Amotech 700 phiên bản limited 700. Của Linh Đan. À, cái cây vợt anh nhớ là mới vừa làm lại đâu thì cái giai đoạn hình như là cuối 2023. Dạ. Một cái cây vợt làm lại nó giới hạn đâu có hình như là khoảng 1.000-1.500 bộ gì đó. Anh nhớ là vậy. Lúc đó em nhớ không lầm là nó loanh quanh khoảng 20 củ một cây. À. 20 củ nha. Và shop VNB mình về được khoảng vài cây á thì hiện tại đã sold out, bán hết rồi. Các bạn biết sao không? Mà anh đố em trước đi, anh đố em tại sao là cái bộ Yonet Amotech 700 đó của Linh Đan giá nó lại cao như vậy? Thì dễ thôi, nó là limited. Cái gì nó càng ít thì nó lại càng đắt. Không sai, lùi đại. Tại vì cây Amotech 700 Power đó là được Linh Đan sử dụng vô địch Olympic 2008 các bạn nha. Thành ra là cái cây đó được rất là nhiều người chơi săn lùng. Có thể là vợt của Linh Đan giai đoạn đó là Linh Đan rất là mạnh, đánh những cây vợt rất là nặng, rất là cứng. Nhưng mà đã sở hữu cây vợt, một trong những cây vợt mà được Linh Đan sử dụng vô địch Olympic, nó là một cái gì đó rất là khủng khiếp em. Thì với cái góc nhìn của anh thấy trong xuyên suốt hồi xưa giờ anh đi thi đấu nè, cả về anh đánh hiện tại luôn, thì anh thấy là đâu là cây vợt cầu lông có giá mắc nhất trên thế giới? Tại vì em nhớ là có một cái video anh đi phỏng vấn một cái anh ở trên Đà Lạt là có cái bộ sưu tập vợt rất là khủng, thì em nghĩ là anh sẽ có cái góc nhìn nó rộng hơn so với những bạn kia xíu. Dior không, nhưng mà cái cây đó thì nãy em với Tú cũng có đề cập qua rồi, nó 5.000 đô. Đúng rồi, thì nó cũng tầm mức cái giá đó đó, nhưng mà những cái cây đó con cây cả tỷ chứ. Cây cả tỷ gì? Nhưng mà bán kèm cái túi mà. À đó, mua cái túi đó tặng, mua cái túi đó tặng cây giờ. À quyền quyền combo á. Chứ cây giờ không có tới đó đâu. Nếu mà vậy thì theo tôi là phiên bản hộp thôi. Phiên bản hộp rồi thì anh cho em một cái hộp đi. Chắc chắn là Kudenai. À đây còn dấu vết Kudenai. Phiên bản hộp của nó. À phiên bản hộp thì cái cây như là 18 cục hay nhiêu á. Đúng rồi, cái đợt kia là em có làm với bạn Long làm cái thương vụ bạch tỷ á. Đó, thì cái cây đó là giá nó ở mức dao động là 17. Đúng rồi, 18 cục. Đúng rồi. Nhưng mà đó là phiên bản hộp. Đúng rồi, phiên bản limited ở bên Trung Quốc làm anh. Nhưng mà quan trọng là đắt, là đắt cái bản chỉ limited, cái bản hộp thôi, chứ còn thật sự mà một cây vợt mà đắt nhất thì với anh thì chắc là anh nghĩ là cây Yancy Way. Yancy Way 11 rồi, Yancy Way. Yancy Way hình như là giá khoảng là 7.5 hay 8. 13 triệu rưỡi. Đó là bản hộp mà. Không, cái đó là bản nguyên cây lẻ đó anh. À, cây một lẻ. Cây lẻ đó 13 triệu rưỡi đó. 13 triệu rưỡi. Đúng rồi. Thì anh nhớ mang máng như vậy, nhưng mà anh đang nghĩ là giá nó đắt. Thật sự với anh thì những cái cây vợt đó nó chỉ có giá trị về mặt sưu tầm. Mặt sưu tầm. Chứ còn thật sự về công năng, về mọi thứ thì mình nghĩ là những cái cây vợt trong tầm giá từ 3 tới 4 của mình thôi. Là nó đủ tù à. Trong xuyên suốt cái sự nghiệp đánh cầu của anh cũng như là anh mua những cây vợt á, và cũng như là anh nghiên cứu về cái thị trường vợt, thì theo anh đâu là cây vợt cầu lông đắt nhất thế giới? Chà, nếu mà đắt nhất thế giới ha, thì theo như anh được biết là những cây vợt của những vận động viên kỳ cựu. Họ sử dụng xong sau đó là nó ngưng sản xuất. Ngưng sản xuất. Cho nên là nó mới đổi cái giá lên cao. Điển hình như cây HF99 Lee Chong Wei. Đúng rồi. Lúc anh mua là có 4 triệu mấy, xong bây giờ nó đổi giá lên quá trời luôn. Đúng rồi. Tới thời điểm hiện tại. Tới thời điểm hiện tại. Nó hiện hữu đây thì anh nghĩ là cây vợt mà giá cao nhất theo anh được biết đó là cây Dura-Jet Strike. Dura-Jet Strike. BB. À, hoa anh đào, hoa anh đào, ok. Thì cách đây khoảng đâu 2 tháng. Anh có dò hỏi thông tin để anh cũng suy nghĩ, cũng suy nghĩ đúng không? Tại anh trai hiện tại đánh ngon. Đó, thì cái anh bên đó anh nói là đâu đó khoảng gần 20. 20. Đúng. À, 2000. Và sau đó anh không gặp lại anh đó luôn. Nghe thấy cái thận nó nhói anh. Nó nhói. Nó nhói thiệt. Anh nói cái là em nghe nhói liền. Đó thì đó là cây vợt mà anh nghĩ là nó sẽ giá nó sẽ cao. Dura-Jet Strike BB. Ngoài ra thì anh Nhu biết sao không? Em còn biết thêm một cái cây cũng gắn liền với anh Nhu luôn, đó chính là cây Air 80 Chen Long rồng lửa limited. Cây đó hình như có 9 triệu rưỡi mà cây đó nó cũng là một cây vợt giá rất là cao rồi anh. Cũng đúng. Đúng rồi. Anh nghĩ nếu mà như vậy á, thì nó sẽ không cao bằng ba cái cây của Jesse Way nè, Con Dây Trong với lại Chen Yufei. 13.5 triệu. Đúng rồi, ba cái phiên bản này, ba cái phiên bản đặc biệt, kiểu như cái màu đổi làm lại với cái chữ ký là giá nó cao. Anh hỏi một câu nha, là tại sao cái cây Chen Long Limited nó cũng có chữ ký, nó cũng limited. Vậy thì sao giá lại không cao bằng
ba cây mạ rồi anh kể ta. À, tại vì anh biết sao không? Theo cái góc nhìn của em nè, là tại vì Chanh Long mà đã giải nghệ hết thi đấu rồi, nên thành ra nếu mà có làm ra một cái phiên bản vợt nữa thì cũng không có vận động viên nào thi đấu thành công, đúng không? Tại vì cây đó được sản xuất ra riêng cái bản limited thôi. Còn cây AK77 Pro nè, rồi AK11 Pro của Giang Siêu Quay trên UFA Quốc Hương Gia Trâm sử dụng, là hiện tại họ đang là những cái vận động viên top đầu trên thế giới luôn. Thì nếu mà mình mua một cái cây và AK77 Pro bình thường á, thì nó lại phong trào á, nó lại phổ biến quá. Nên là mình phải mua một cái phiên bản gì đó đặc biệt sản xuất riêng cho những cái vận động viên đó, thì khi mà mình sử dụng nó mới đẳng cấp được, nên là nó đội giá lên rất là cao. Ta giới thiệu các bạn bún bò Vinby. Ê, ai cho mày mặc áo cùng màu với anh vậy? Khác anh chữ, leader áo, của team, anh leader áo của team. Áo Real nè, áo Faki nè. Anh leader của team vậy, nhưng mà hôm nay là thôi, nhìn xinh á, bún bò là được mệnh danh là người xinh nhất team Vinby các bạn. Thôi đừng nói vậy, em ngại lắm thôi. Biết sao không? Tại team Vinby có mình em là con gái à. Còn lại bốn thằng được rửa hết mà. Xinh nhất team đúng rồi. Theo em thấy á, đâu là cây vợt cầu lông có giá mắc nhất trên thế giới? Thì em biết cái gì thì em nói đấy thôi. Ok ok rồi. Đó chính là cây Habitat 8000. Habitat 8000. Không có 8000, cái đó anh nhớ nó mà không làm giá hình như là tầm hình như là 4 triệu quá. 4 triệu hả? Đó là cái giá ở ngoài thôi anh. Còn giá thật sự của nó là 80 củ. À. Nhớ. Đó ai ghẹo gì bạn? Chứ đâu có đụng với bạn đâu. Ai ghẹo bạn? Em nhắc 80 củ hả? Em nhắc 28000 hả? Xin thưa với em, mai mốt anh mua 29000 luôn cho em coi. Xin cái tuổi á, anh vô demo trước là chuẩn bị các bạn nha. Hô 29000 là sẽ được anh vô nhắm tới và mua đó. Thì ngoài cái hôm 80 cũ của anh vô ra mình bỏ qua đi, tại cái đó nhắc hoài mọi người quá biết rồi. Mọi người nghĩ em chỉ có nằm lại kiến thức ở 80 cũ hả? Không có đâu. Okay, cái đó là okay. Mua thôi. Ok. Còn thực chất á là em còn biết một cây này, đó là cây AK77 BB. Đồ. BB. Ok. Ok. BB là Bình Định. Đố em tại sao loại cây đó nó lại có giá cao? Nói chung là nó phát hành nội địa Nhật thôi. Chắc là bên đó của áp dụng công nghệ này kia các thứ. Nói chung là ổng bò là mấy cái đó nó biết tới cây AK77 BB là cũng khá là ok rồi, thì cây đó giá nó cũng khá là cao các bạn nha. Do là 77 BB là phiên bản được phát hành ở riêng thị trường nội địa Nhật. Đúng. Và nó được làm lại màu sắc đồ nó cũng đặc biệt á, nên là thành ra giá nó sẽ đội lên rất là cao. Nói chung là cái đáp án này anh thấy là cũng khá là hợp lý. Ok, vậy đến với idol của chúng ta này, idol Symphonic Kid, thì theo anh cây vợt nào sẽ là cây vợt đắt nhất mà anh không thể mua nổi? Đắt nhất mà không thể mua nổi hả? Nhiều. Dạ vâng. Nhưng mà với cái góc nhìn của anh, nó đắt nhất mà anh không thể mua nổi. Theo cái anh thấy nha, hồi nãy anh Thảo có chia sẻ là về cây 100ZZ bản hộp của Trung Quốc rồi. Dạ. Nhưng mà cái đó là cái bản, chỉ cái hộp màu đen là nó chỉ có 17 củ thôi. Còn anh là anh biết thêm cái hộp màu đỏ. Rồi có 21 củ. À em biết cái bản đó rồi. Đó, thì 100ZZ nó có nhiều phiên bản lắm các bạn nha. Và nó có hai cái phiên bản của một cái là Trung Quốc với một cái là đội tuyển hay là gì đó. Thì một cái cây 100ZZ mà cái hộp màu đỏ đó, cái set màu đỏ đó, thì cái cây đó giá nó tới 21 củ các bạn. Cây đó thì mình nhớ là hiện tại là theo cái mình thấy là cây đó như giá mắc nhất. Giá mắc nhất trên shop Vinby rồi. Dạ đúng rồi. Thì tiếp theo nữa thì có nhiều cái cây vợt khác thì anh thấy là tới những cái phiên bản BB, như là cây Durajet Strike BB của Nhu nãy vừa đề cập nè. Dạ. Rồi cây Astrox 77 BB cũng bò đề cập nè. Rồi có những cái cây BB khác như là Nanoflame 700 BB rồi nhiều lắm. 99 BB luôn, nên là giá của những cái cây BB là nó được sản xuất dành riêng cho thị trường nội địa Nhật và nó sản xuất với một cái số lượng rất là ít. Dạ. Đó, nên là thành ra giá của nó rất là cao. Còn ngoài ra thì anh thấy là giá cao mà hiện tại còn bán trên shop Vinby, thấy là có cây 88S Pro bản CH với 88D Pro bản CH, thì cái cây đó giá nó cũng 70 mấy, nó cũng khá là cao. Cũng là cái phiên bản đặc biệt. Thì đó là cái góc nhìn của nguyên team Vinby về đâu là cây vợt cầu lông được đánh giá là đắt nhất trên thế giới. Thì với các bạn nghĩ sao về câu hỏi này? Các bạn comment bên dưới cho chúng mình biết nha. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay quá thì nhớ để lại cho mình cùng với Lee Trung Tú và team Vinby một like, một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.